nhằm tạo sự mới lạ và đa dạng sản phẩm hoa kiểng phục vụ khách hàng. Anh Lý Lợi ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã sưu tầm và nhân giống thành công cây hoa lồng đèn có giá bán cao được khách hàng ưa chuộng. Điểm nổi bật của cây hoa này là ra hoa quanh năm, hoa có sọc chuyển từ cam sang đỏ với hình dáng giống chiếc lồng đèn nhìn rất bắt mắt, giá bán cao gấp mấy lần những giống hoa khác. Anh Lợi cho biết hoa lồng đèn anh đang trồng có nguồn gốc từ Nam Mỹ, có tên gọi khác là bục lồng đèn. Trước nay cây được trồng nhiều ở vùng khí hậu ôn đới như Đà Lạt. Anh Lợi bắt đầu mang về trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới, thuần dưỡng hơn một năm nay. Và hiện cây đã quen với khí hậu nhiệt đới, phát triển tốt và ra hoa quanh năm. Cây hoa lồng đèn được trồng bằng cách chiết cành, cây trồng khoảng 1,5 tháng là có thể bán. Các cây nhỏ được bán với giá 50.000 đồng một cây, những cây cao hơn 5 tấc có giá từ 150.000 đến 200.000 đồng một cây.